What's up? Xin chào 500 anh em à, chào mừng các anh em quay lại trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ không review về các gaming gear, mà hôm nay sẽ có một chút đặc biệt là mình sẽ cùng hướng dẫn cho các anh em cách sử dụng nhổ keycap cũng như là các cái nhổ switch như thế này. Thì có rất là nhiều anh em thắc mắc là làm sao để nhổ cho đúng cách và an toàn để bảo vệ đến phím, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn sơ cho các anh em nhé. Ok, let's go. Về cái nhổ keycap thì chúng ta sẽ có hai loại, đó là cái loại đánh trứng bằng killer kiểu dây thép như thế này. Đó, thì nó sẽ dài và dưới này nó sẽ gồm có hai cái dây thép hình chữ U. Và một cái kiểu nữa đó là cái kiểu bằng nhựa rất là đơn giản như thế này thôi. Thường là cái rẻ như thế này thì nó sẽ được tặng kèm hoặc là bán rất là rẻ ở trên các cửa hàng. Đó, và nó giá khoảng tầm 5 đến 10 ngàn thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn sử dụng hai cái loại này nhé. Bây giờ mình sẽ dùng cái nhổ keycap nhỏ này để nhổ keycap của em Team Whoop nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cái keycap này cắn thẳng 90 độ từ phía trên xuống dưới. Đó, trên cái mũ keycap như thế này. Đến khi nào mà hai cái ngàm của cái nhổ keycap này nó nằm phía dưới đáy của cái keycap là ok. Còn nếu như một ngàm mà nó vẫn nằm ở phía trên thì khi mình nhổ thì rất dễ bị lệch keycap và sẽ dẫn tới bị gãy. À, hoặc là nguy hiểm hơn là sẽ bị gãy cái switch đấy. Rồi bây giờ mình sẽ nhấc nó lên và các bạn giữ cái bàn phím lại, đồng thời là nhấc thẳng một góc 9 độ lên. Đó, cái keycap nó sẽ bung ra khá là dễ dàng. Đấy, các bạn nhìn đây, hai cái ngàm của cái nhổ keycap nó phải nằm ở phía dưới đáy của cái keycap nhé. Tại vì khi mình nhổ lên thì nó sẽ, hai cái ngàm này có nhiệm vụ đó là giữ keycap và sẽ nhấc keycap lên. Rất là đơn giản đúng không? Bây giờ mình sẽ thử cái tiếp theo. Đây, các bạn nhìn kỹ nhé. Đó, khi nào các bạn nghe thấy hai tiếng tắc ở hai bên thì là ok rồi đấy. Nhấc lên, đó, rất là dễ dàng đúng không? Tuy nhiên thì cái nhược điểm của nhổ keycap bằng nhựa như thế này thì nó sẽ rất là dễ bị gãy. Tại sau một thời gian sử dụng thì cái nhựa này nó sẽ bị giãn ra và không thể sử dụng được nữa. Đó, chính vì vậy mình có giá thành rất là rẻ. Và một cái cần lưu ý nữa là sử dụng cái này rất dễ bị ảnh hưởng đến những cái dòng keycap. À, đặc biệt là những cái dòng keycap đắt tiền thì dùng cái này rất là dễ gây hư hại đến cho những cái keycap như thế. Và nó sẽ không đáng chút nào, tại vì cái này nó đã khá là rẻ, chỉ dành cho những bạn nào mà nhổ ra để thay cho cái bàn phím của mình một lần. Đó. Ok, chúng ta sẽ sang cái loại thứ hai, đó là loại nhổ keycap kiểu đánh trứng, tức là keycap bọc thép như thế này, cái dây thép như thế này. Thì cái loại này thì thường xuyên được sử dụng nhiều hơn, lý do là nó sẽ tốt hơn, bền hơn và cũng như là dễ sử dụng hơn là cái loại nhổ keycap bằng nhựa kia. Bây giờ mình sẽ thử luôn. Đây, để sử dụng cái nhổ keycap này thì chúng ta cũng đặt cái này từ trên xuống dưới như thế này, 90 độ nhé. Thì khi mà hai cái cây thép này nó chạm đáy của cái play của cái thằng bàn phím á, thì chúng ta xoay nghiêng một góc, đó, xoay một góc, làm sao đó để cho hai cái dây này nó móc vào hai cái chân phía, hai cái cạnh của cái keycap, thì chúng ta lại tiếp tục nhấc lên, đó. Và đồng thời nó sẽ kẹp luôn cái keycap vào giữa đây. Khá là hay. Như thế này thì keycap chúng ta cũng sẽ khó bay ra ngoài để giữ được. Đó, chúng ta sẽ gỡ keycap ra và tiếp tục đến cái tiếp theo. Đây. Nó có nguyên lý hoạt động khá là giống cái kia. Tuy nhiên thì cái này nó lại được một cái là nó rất là bền. Hai cái dây thép này xài rất là bền và nó sẽ không có ảnh hưởng gì đến cái keycap này cả. Thao tác cũng nhanh nữa. Đấy. Chính vì vậy mà rất là nhiều người sử dụng cái này. Tuy nhiên thì giá thành của nó đắt gấp 5 hoặc là 6 lần những cái nhổ keycap bằng nhựa như thế này. Thì nếu như mà các bạn thường xuyên thay keycap và có những bộ keycap đắt tiền thì nên sắm cho một cái này. Giá nó cũng khoảng tầm 30.000 thôi, rất là rẻ. Tiếp theo thì những cái keycap dài, ví dụ như là cái nút space như thế này, thì các bạn nhổ như thế nào? Đó. Có rất là nhiều người nhổ nút space thì không để ý là nó dễ bị gãy hoặc là bị bay cái chân switch hoặc là cái chân stab ở hai bên. Thì chúng ta vẫn phải nhổ hai cái nút nằm ở hai bên cái space trước nhé. Đây, đó, chúng ta phải nhổ hai nút anti-lap này ra. Tức là hai cái nút hai bên đấy. Sau khi chúng ta nhổ ra rồi thì chúng ta sẽ không dùng keybuller nữa mà chúng ta sẽ dùng tay. Tại vì cái này nó rất là dài, không có cái keybuller nào mà có thể nhổ được cái này hết. Đó, chúng ta sẽ dùng tay nhấc nhẹ nhàng từ hai phía lên
Đấy, rất là đơn giản đúng không? Mà lại bảo vệ được cả keycap cũng như là switch ở phía dưới, đồng thời hai cái chân stab này cũng không bị gãy được. Đó là cách nhổ nút space nhé. Và các bạn có thể áp dụng cách này với tất cả những cái nút mà nó có cái chiều dài đáng kể, ví dụ như nút ship này, đó, nút cắt lóc này, cũng như là nút ship dài bên này, vân vân. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang một cái cuối cùng, đó chính là cái nhổ switch. Ở trên tay mình đây đang là một cái nhổ switch khá là xịn sò. Có rất là nhiều các loại nhổ switch hiện tại trên thị trường. Có loại thì nó bằng thép, giống như gần giống như là cái nhổ keycap ở đây. Đó, nhưng mà nó bằng thép thì nó cũng có hai cái ngàm này để mình nhổ switch. Tuy nhiên thì cái loại đó xài cũng rất chi là kém bền, xài khoảng vài lần thôi là nó sẽ bị cong vân và nhổ rất là đau tay. Tại vì nhổ switch thì nó cứng hơn nhiều và khó nhổ hơn nhiều so với lại nhổ keycap. Đấy. Và một cái cần lưu ý nữa là cái nhổ switch là mình dùng để nhổ switch. Tuy nhiên thì muốn nhổ switch thì nó còn có hai trường hợp xảy ra. Một là cái bàn phím của mình sử dụng nó hỗ trợ thay switch nóng như con này, thì chúng ta chỉ cần dùng cái nhổ switch này nhổ lên một cách bình thường thôi, không cần phải làm thao tác gì thêm. Hai là chiếc bàn phím đó không hỗ trợ thay nóng mà nó hàn trực tiếp cái chân switch này vào trong cái bảng mặt ở phía dưới, thì lúc đó chúng ta phải tháo bung hết toàn bộ bàn phím ra, đồng thời là phải dùng cái mỏ hàn và cái hút chì để hút hết chì ở dưới chân hàn ra thì chúng ta mới có thể sử dụng cái nhổ switch này để mà nhổ. Chính vì vậy không phải bàn phím nào mình cũng dùng cái nhổ switch này nhổ trực tiếp ra đâu nhé. Có rất là nhiều bạn nhầm là chỉ cần mua cái này thôi là có nhổ switch được. Và hiện tại trên thị trường thì rất là ít những chiếc bàn phím nó hỗ trợ thay nóng switch. Con này là một trong những cái con hỗ trợ thay nóng switch rất là tốt, cho nên mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem luôn. Đây, thì đây chính là cái chiếc switch của con bàn phím Teamwolf. Để nhổ switch thì các bạn lưu ý là cái nhổ switch này nó cũng sẽ có hai cái ngàm bằng sắt. Đây. Và phía trên này sẽ là cái bọc cao su. Cái bọc cao su này sẽ giúp cho chúng ta cầm nó sẽ đỡ đau tay hơn rất là nhiều và nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến cái kẹp sắt này. Nếu mà không có cái cao su này thì rất dễ bị cong bên cái kẹp sắt này nhé. Thì ở phía trên cái switch này nó sẽ có một cái nhựa nhô ra nhỏ nhỏ đây, nó nằm phía dưới đáy ấy. Và phía dưới này thì cũng sẽ có một cái khe nữa. Thì chúng ta sẽ luồn hai cái ngàm này vào trong dưới hai cái khe đó, đó. Đó, khi nào mà nó vào trong sát hết cỡ nhé. Đấy, các bạn thấy không? Thì lúc này chúng ta sẽ giữ cái bàn phím lại. Đó, chúng ta sẽ đẩy phía dưới lên trước. Chúng ta sẽ kéo phía dưới lên trước. Tại vì phía dưới này sẽ có hai cái chân đó, để mà giữ switch, cho nên phía dưới này nó sẽ chắc hơn. Chúng ta sẽ đẩy phía dưới lên trước. Này. Đó. Rất là đơn giản đúng không? Tại vì cái này nó hỗ trợ thay nóng. Chúng ta sẽ nhìn phía dưới chân switch nhé. Đấy, phía dưới chân switch thì nó sẽ có hai cái chân bằng kim loại. Cái chân này sẽ là có nhiệm vụ tiếp xúc với lại cái bảng mặt đó. Về những cái con bàn phím cho hỗ trợ thay nóng switch ở phía dưới này nó sẽ có hai cái lỗ, và cái loại này sẽ là loại rất là ngon và nó hỗ trợ hầu hết các loại switch. Còn có loại mà lỗ tròn á, mà khá là to thô á, thì cái loại đó nó chỉ hỗ trợ một số loại switch mà chân nhỏ thôi. Còn những con mà chân to ví dụ như là Kai hoặc là Gateron thì khi mình cắm vào thì nó sẽ rất là dễ bị cấn và rất là khó, dễ bị cong cái chân này lắm này. Đấy, các bạn lưu ý nhé, có hai loại. Và thường những cái loại như thế này thì dành cho những cái bàn phím kích tôm thì nó có thể thay switch một cách rất là dễ dàng. Ở phía dưới này chúng ta còn nhìn thấy có cả đèn LED này. Đó, hai cái chân này thì nó có kiểu dạng dẹt nữa. Ok, để cắm lại switch thì đơn giản thôi, chúng ta cắm đúng chiều cái chân switch nằm ở phía dưới hướng vào những hai cái lỗ ở đây. Chúng ta cũng để đúng góc và 90 độ nhé, ấn vào, ấn đều lực từ trên xuống dưới. Một phát một, nó vào rất là ngon lành luôn. Lắp keycap lại và nó trở lại như bình thường. Chúng ta cũng có thể thay sang red hay là brown hay là green, rất là nhiều các loại switch, kai vân vân. Và cái này mình có thể tùy chỉnh được trên bộ toàn bộ bàn phím luôn. Rất là đơn giản thôi. Cũng có thể là mở ra để mà vệ sinh hoặc là làm lại gì đó, tùy các bạn. Ok, như vậy là mình vừa mới đi hướng dẫn sơ qua cho các bạn về cách nhổ keycap cũng như là nhổ switch và những cái loại nhổ keycap hiện tại trên thị trường. Đó, thì các bạn có thể xem thử nhu cầu của mình như thế nào thì có thể mua cho mình một cái nhổ keycap hoặc là nhổ switch để mà mình bọc vặt cũng như là vệ sinh bàn phím. Và tốt nhất thì các bạn nên vệ sinh bàn phím cơ một tuần một lần để mà cái bàn phím của mình nó trơn tru và ít bị hư hại.
Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích và hay thì hãy nhớ like, share, theo dõi kênh Boss Gear nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.